Đây là cái danh sách mà 58.000 binh sĩ Mỹ qua Việt Nam, mất tại Việt Nam lúc chiến tranh Việt Nam. Đây là cái con đường tưởng niệm đây. Trận chiến nào cũng đau thương. Và bây giờ mình, tôi thì thật sự là hàng hậu rồi, thành ra cho nên thí dụ cho thời của quý vị. Cái này thì... sợ bắt đi ấy được không? Đi xe. Đi bộ dạ. Xuống đi. Đâu ra tới đó hả? Cái này mới làm gì, đi xe đẩy được. Đi xe mới kẹt cái bắt luôn. Đây là cái con đường tưởng niệm 58.000 binh sĩ Mỹ chết tại chiến tranh Việt Nam. Thì tôi không biết, tôi dùng danh từ, nếu mà có cái nào mà không đúng thì xin thưa quý vị quan hỷ. Bởi vì tôi thì thuộc cái thế hệ sau, chúng tôi thuộc thế hệ sau, cho nên chúng tôi không có rành được cái vấn đề này. Đây là cái nơi mà ghi tên. Thì ra đây là ghi đủ 58.000 người luôn đó hả chú? Ghi tên từng vị. Ừ. 58.000 binh sĩ Mỹ chết tại Việt Nam, chiến tranh Việt Nam. Bây giờ tôi xin phép nói vậy đi chứ giờ không biết dùng danh từ gì cho đúng, xin quý vị vui lòng cho. Từ năm 1959 cho tới năm 1975 là danh sách 58.000 người Mỹ, gọi là người Mỹ đi, chết lúc chiến tranh Việt Nam, tại Việt Nam đi. Thì mình nói vậy đó, ghi hết tên từng người như vậy đó thưa quý vị. Cho nên là vô đây là vô viện bảo tàng chứng tích chiến tranh Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ là hậu bối thì giờ biết nói sao, nhưng mà Mỹ đặc biệt là cái gì họ lưu lại rất là kỹ lưỡng, từng lính Mỹ của họ, cái gì thấy chưa, khắc từng lính Mỹ. 58.000 cái người chết ghi khắc hết ghi tên như thế, giống như từ năm 1959 cho tới năm 1975 là có 58.000 lính Mỹ chết tại Việt Nam mà rõ ràng như vậy. Còn chút nữa hết pin rồi. Quay cho ta biết. Này, bên mình làm quá trời, hôm nay ngọn đèn hết chưa? Đây là cô chụp hình chuyên nghiệp á. Giờ lái xe đến năm 1959 đó. You like? Yeah, you like. It's okay. I'll just bring it.
Đây là đường đi vô cái bảo tàng chứng tích chiến tranh Việt Nam, thưa quý vị. Cho nên tới đây họ cũng muốn họ khóc, những người thân của họ chết tại Việt Nam, nhưng mà tất cả lẽ là bây giờ họ mới có cơ hội họ đến viếng, bởi vì nước Mỹ quá rộng lớn nên là đến đây họ khóc, thì họ thuyết minh cho con cháu của họ nghe, cái bà Mỹ đến khóc chứ chắc là tôi nghĩ là cô này chắc cũng là một người con hay người cháu gì của vị đến Mỹ hồi trước rồi thuyết minh tiếp tục cho con cháu của họ. Cô Bích, tôi muốn hỏi là tại sao quý vị cảm động khóc được không? Không thì biết là đã khóc. Nhưng chắc đáng là vợ là con, chứ làm sao mà con họ được. Con nhỏ mà. Nghe chứ mà. Là cô khóc đó. Để theo nó mà con đâu khóc. Muốn khắc tên nó mấy tên. Thí dụ như là con của họ đó, in ra đó. Ở đây rồi họ đem họ lấy cái tờ giấy đó, họ chà ra họ lấy cái tên con họ. Hiểu không? Ừ. Họ đang tìm cái người này không phải đâu. Bạn cái đời từ 59 đến giờ là lớn dữ lắm rồi. Ông nội ngoại gì đó mà họ lấy cái tên ra. Cái này. Đi là đừng có đứng giữa chặng đường, đứng một xác vậy nè, phải không? Đừng có đứng giữa chặng đường. Mình đứng. Năm mươi tám ngàn người mà. Nhưng mà bây giờ tìm cái tên rất khó. 58 mà cái tên là phải dễ tìm cô. Đi xa quá. Đi xa quá đi không nổi. Đi thầy còn nhiều khối khóa nữa. Thầy còn nhiều khối khóa nữa, nhiều Phật tử hướng về thầy nữa. Thầy phải đi. Có thể một lần đi một chút rồi, chứ còn đi xa quá đi hết nổi rồi. Là đó tôi trỗi gậy rồi mà đi. Rồi cái việc bảo tàng ở đâu chú? Việc bảo tàng nó ở đâu? Sao nào? Vì bảo tàng chứng tích chúng ta được nào không đâu nữa. Vậy thôi. Ồ. Là cái này nha. Là mỗi một cái nơi chiến tranh họ đọc cái nơi kỷ niệm. Bên Hàn Quốc. Chúng nói bên nhà kia còn nhiều hơn. Hàn Quốc chết nhiều hơn. Hàn Quốc chết nhiều hơn nữa. Mà nhìn nó không làm kiểu này, nó làm đẹp lắm. Đi đây không bác? Dạ, phải đi đó. Đâu, thôi. Là Hàn Quốc ta làm đẹp hơn hả chú? Xuống bác ơi. Thôi hết đi nổi rồi. Còn cái đây là chi chú? Cái này không được, cái bánh xe nó lọt vào chú kia. Đẩy ăn được, ngồi. Không được. Ok, vậy là vào tưởng niệm bao nhiêu đó. Mình đây để kỷ niệm chứ không có gì đâu.
trước đây này. Đó. Ở Việt Nam có riêu rồi chứ. Đi luôn đi. Thôi xa lắm, đi không nổi đâu. Thì thầy ngồi đó đi. Dạ. Thôi hai bà không đi nổi đâu, để đây, để đây cho ngồi nghỉ đi. Đây rồi đây, đây. Ngồi giữ xe đạp luôn đi. Ai thuê tôi cho thuê. Có lạnh nóng chứ đâu lạnh. Cô tôi đi này nóng. Rồi rồi mấy chị đi coi đi tôi. Hết đi nổi rồi mấy chị đi đi. Để cho ba người già ở lại đi. Rồi. Rồi. Đi mau mau nghe. Người không đi ta lâu ta chờ lắm á. Đi mau mau. Đi đâu bây giờ, đi đâu không biết đi đâu nè. Đi coi bên gì đại hàn. Bên trên của đại hàn nó kết. Bên Mỹ chết hơn, đến Việt Nam hơn chứ ta Việt Nam đó mà.